Viện. Vâng, xin kính chào các anh chị em, các quý khán thính giả thân yêu đã quay trở lại với Hoàng Chính Kênh Ô Tô Vlog nhá. Vâng, hôm nay em xin giới thiệu các anh chị em một chiếc SUV máy dầu số sàn Toyota Fortuner sản xuất năm 2017 anh chị em nhé. Vâng, hiện tại thì bên em còn một chiếc màu đen nữa anh chị em ạ, là Body Kit Sportivo. Đấy, đây là một chiếc xe vừa mới về anh chị em nhé. Đấy, để kiểm chứng cho mình ạ, để kiểm chứng những lời em vừa nói thì đây, anh chị em cứ qua ghế lái anh chị em nhé. Đem đây anh chị em này, năm sản xuất 2017 và nhập khẩu bởi công ty Toyota Việt Nam, còn nhà sản xuất là Indonesia anh chị em nhé. Chứng tỏ là con này là máy dầu số sàn nhập khẩu nguyên chiếc anh chị em ạ. Đó. Đấy. Rất là nhiều anh chị em hỏi chiếc xe màu trắng này. Đấy, anh chị em nhé. Màu trắng ngọc trai luôn. Đấy. Màu trắng ngọc trai này anh chị em ra ngoài hãng thì sẽ phải trả thêm 8 triệu anh chị em nhé. Màu sơn màu trắng độc quyền đại lý của Toyota anh chị em ạ. Đấy, đây là phần thân xe, mâm bánh xe anh em nhé. Mâm bánh xe 17 inch. Đấy, đã ốp chống xước, ốp inox, về che mưa và chân kính mạ chrome hết anh chị em ạ. Đấy, đây có thêm cả cản sau chống va đập nhé, cản sau chống va đập này anh chị em. Đấy, đây nữa, đây là cái cản chống dập khúc. Đấy. Đấy, cánh lướt gió phía sau và anten V cắm mập. Đấy, đầy đủ anh chị em nhé. Đây là cúp sau. Xe bọn em vừa mới về chưa kịp dọn dở gì đâu anh chị em ạ, còn bẩn nguyên nha anh chị em nhé. Đấy, em quay mộc cho anh chị em xem luôn. Đấy, nội thất của chiếc xe thì đã được thay mới bằng nội thất màu đỏ đen rất là thể thao. Đấy, anh chị em cùng chiêm ngưỡng nhé. Bên ngoài có vẻ một chàng nó hơi hiền dịu tí thôi, nhưng bên trong khá là thể thao và trẻ trung. Đấy, xe đã được trang bị màn hình không phải màn hình gì anh chị em ạ. Đấy. Các cổng kết nối điện thoại rảnh tay và kết nối với điện thoại thông minh. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Các nút hai chế độ lái Eco Mode và Power Mode. Đấy. Vì cái bản này gọi là bản base anh chị em nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi một chút ra hàng ghế sau. Đây là ghế sau anh chị em nhé, có cửa gió điều hòa. Đấy, cổng sạc 120W đây. Đấy, các bệ tỉ tay đầy đủ anh chị em nhé. Đấy. Đó, có giá để cốc luôn. Đấy. Chỉ đỏ cũng rất là đẹp. Đây chúng ta có thêm hỗ trợ đồ chuông. Mức tiêu hao nhiên liệu của Fortuner máy dầu số sàn khá là tiết kiệm anh chị em nhé. Đây, cái dòng xe này nó cực kỳ tiết kiệm ở chỗ là máy dầu. Chỉ cần 8 đến 9 lít thôi là đi 100 km hỗn hợp. Đấy, cực kỳ tiết kiệm. Đấy, mặc dù là đánh đổi lại là chúng ta có một động cơ 2.4 khá là ồn và mùi hôi. Đấy, cái đấy thì nó là đặc trưng rồi, nhược điểm máy nào cũng thế thôi anh chị em ạ. Nếu cần sự êm ái và bốc thì chúng ta mua máy xăng, bù lại là chúng ta phải mất chi phí nhiên liệu đắt hơn anh chị em nhé. Đó, ok, chiếc xe này vừa mới về thì giá em sẽ để dưới phần mô tả anh chị em nhé, còn giá em đưa ra chưa phải là giá cuối cùng, anh chị em hoàn toàn có thể thương lượng được. Đấy, chiếc xe năm 2017 này thì được hỗ trợ trả góp 60% giá trị xe anh chị em ạ, vì đây cũng là thời điểm cuối năm rồi, chuẩn bị sang năm mới rồi anh chị em nhé.
lãi suất thì cũng đang cực kỳ ưu đãi, 0,68 đến 0,7% một năm, à không phải 0,68 đến 0,7% một tháng anh chị em ạ. Đấy. Anh chị em nào có nhu cầu mua bán trao đổi xe thì cứ liên hệ em, số điện thoại 0983322508 anh chị em nhé, em sẽ để trên màn hình. Đấy. Quý em Hoàng muốn trải nghiệm xe thực tế thì cứ đến showroom số 17 Phạm Hùng anh chị em nhé, hiện có rất là nhiều xe cho anh chị em trải nghiệm luôn. Đấy. Đấy, muốn chỉ đường thì cứ liên hệ em chị em nhé. Ok, lời cuối cùng em cũng xin kính chúc anh chị em có một ngày tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều may mắn ạ. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong chương trình tiếp theo.